Hi, xin chào tất cả các bạn. Clip này mình xin phép các bạn mình chia sẻ các bạn cái cách mà để tắt mở wifi, tắt mở modem, tức là auto reboot các bạn nha. Cài đặt một cái giờ nào đó nó sẽ tự động tắt mở khởi động lại cái modem wifi của mình. Bởi vì như mình biết thì các bạn rất là ít khi nào mà tắt cái modem mở lại, chỉ khi nào mà mạng nó lết bánh, nó chạy không nổi nữa thì các bạn mới tắt thôi. Và cái cách này thì lúc chiều mình làm thì sorry các bạn nha, do mình lâu quá mình không thao tác, mình quên mất cái thao tác. Và mình chỉ các bạn, nhiều khi các bạn không biết làm, các bạn nhầm như vậy thì nó rất là ảnh hưởng. Mình xin lỗi các bạn, thì phiên bản này mình chia sẻ các bạn cái bản update nó hoàn chỉnh hơn, nó hoàn thiện hơn để các bạn thao tác nó dễ dàng hơn. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái wifi các bạn nhé. Rất là xin lỗi các bạn luôn. Mình sẽ vào cái wifi. Trước tiên muốn thao tác gì thì chúng ta phải kết nối wifi đã. Đó, wifi mình đã kết nối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần modem nha các bạn nhé. Sorry các bạn, để mình log out ra, mình vào lại cho các bạn xem nhé. Đó, mình vào nhấp vào 192.168.1.1. Thông thường cái modem thì mặc định nó là như vậy, ít có nhân viên kỹ thuật nào đổi lắm, thao tác lắm. Chúng ta sẽ nhấp vào đi. Và cái mật khẩu và tài khoản để đăng nhập vào modem thì mình nói rất là nhiều trên các clip rồi. Đây là tài khoản và mật khẩu tùy theo mỗi tỉnh thành đặt một cách khác nhau, tùy theo mỗi địa bàn đặt cách khác nhau. Nếu các bạn không biết thì các bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật hoặc liên hệ cái tổng đài ở nơi khu vực mình sinh sống và cái tỉnh thành của mình các bạn nhé. Các bạn hỏi mình cũng không biết đâu, tại vì do mỗi nhân viên kỹ thuật đặt một cách khác nhau. Ở đây của mình thì mình đặt là chữ BASSWD2A cộng. Như vậy các bạn nhé, login vào nè. Ở đây, ở đó cái modem này, thông số, những thông số này là nó đang sử dụng mạng được, nó có đầy đủ thông số. Ok, chúng ta sẽ vào phần management các bạn nha. Management, cái dòng thứ hai từ dưới điểm lên. Management, trước tiên chúng ta sẽ quan tâm đến cái dòng Internet Time để chúng ta cập nhật cái giờ cho đúng với lại cái giờ hiện tại chúng ta đang sử dụng. Internet Time nè, đó, chọn vào Internet Time. Và hiện tại cái nút tích này á, nó chưa có tích lên các bạn nha. Chúng ta sẽ nhấp tích vào cái nút lên như thế này. Và chúng ta sẽ chọn giờ. Hiện tại cái giờ mình đã set rồi, nó nằm ở Bangkok, Hà Nội cộng 7. Còn các bạn nào mà giờ mà chưa đúng như vậy thì các bạn cứ chọn ha. Chọn các bạn lướt theo giờ cộng, số cộng trước nè. GMT cộng 7 Bangkok, Hà Nội, Jakarta là cái giờ Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ chọn giờ đây, chúng ta nhấp vào apply lại. Ok, tiếp theo. Chưa xong các bạn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn chữ Round Table ha. Nó nằm ở cạnh chữ Reboot các bạn nha. Chữ Round Table. Đó, Round Table. Ok, các bạn thấy, quan sát cái giờ nè. Mình đang, giờ hiện hành của mình là WD October 23 nè ha. Tức là 23 thứ tư, 23 tháng 10. Và hiện tại là 19:46. Đó. Và chúng ta sẽ chọn chữ S các bạn nha. Nhấp vào chữ S để chọn cái giờ tắt mở cho wifi của mình. Nhấp vào chữ S nè. Đó. Cái rule name thì các bạn đặt gì cũng được. Sorry các bạn, lúc chiều mình bị nhầm lẫn cái này các bạn nha. Lâu quá không thao tác quên mất. Các bạn không cảm, xin lỗi các bạn. Rule name, ví dụ mình đặt chữ tắt mở wifi đi. Wifi. Ở đây hình như là mình phải đặt cái tên không được cách khoản các bạn nha. Không cách khoản, cách khoản hình như nó bị lỗi á. Ở đây chúng ta sẽ đặt chữ reboot. Reboot. Đó, REBOOT các bạn nhé. Các ngày này thì các bạn không chọn, không cần chọn đâu, tại vì nó mỗi ngày, mỗi tuần, hoặc là nếu các bạn muốn đổi thay đổi thì các bạn cứ đặt. Ở đây mình sẽ đặt mỗi ngày và lúc 3 giờ khuya các bạn nhé. Tại vì do giờ này nó tính từ 1 giờ đến 24 giờ thì chúng ta cứ chọn 3 giờ là 3 giờ sáng á. 3 giờ sáng on minute. Ví dụ như 3 giờ 15 đi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chọn 3 giờ 15 đi, ví dụ 3 giờ 15. 3 giờ sáng 15 thì nó sẽ tự tắt mở cái wifi, tự reboot lại cái modem của mình. Rồi, ok, chúng ta set xong, chúng ta sẽ nhấp vào apply. Đó, apply, chúng ta sẽ chờ xíu nó hiện lên. Đó, nó như thế này là thành công các bạn, nó có một cái dòng như thế này, tắt mở wifi 15 ha. 3 giờ 15, nãy giờ này nó ngược reboot. Rồi. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi cái giờ này như thế nào? Chúng ta không muốn 3 giờ 15 nữa, chúng ta sẽ thay đổi nó. Tuy nhiên nó không cho mình chỉnh sửa được thì mình bắt buộc phải xóa cái dòng này đi. Đó, mình tích vào cái nút remove các bạn nhé. Nhấp vào remove thì nó xóa cái dòng này đi. Chúng ta sẽ đặt lại theo cách ban đầu. Đó, ví dụ như chúng ta muốn sửa không 3 giờ 15 nữa, chúng ta nhấp vào S và chúng ta chọn lại ha. Rule name ví dụ như
A, B, C gì đó. Rồi cái chữ comment này bắt buộc chúng ta phải đặt chữ reboot. Reboot. Reboot các bạn nhé. Reboot on day thì chúng ta cứ để như thế, và mỗi ngày thì vào lúc khoảng 4 giờ sáng đi, 4 giờ sáng thì nó sẽ tự tắt mở wifi lại, tự khởi động wifi lại, rồi chúng ta nhấp apply. Rồi chúng ta sẽ chờ xíu, đó nó hiện lên giờ các bạn nhé, ABC 4 giờ reboot. Rồi như vậy là đã hoàn thành, chúng ta đã chọn cái giờ mà để tắt mở wifi hơn, cho nó wifi mình nó ổn định hơn. Bởi vậy trong quá trình mình làm clip có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm, do khá là nhiều chức năng và mình ít có thao tác nên mình quên mất, các bạn thông cảm. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý cho mình hoàn thiện hơn trong mỗi cái clip mình up lên, thì cũng mong vấn đề đó thì các bạn thông cảm nhé. Các bạn cứ biết cái gì các bạn cứ chia sẻ cho mình. Thực ra cái kiến thức của mình rất là gà chứ không phải là rồ các bạn nhé. Trong cái tầm hiểu biết của mình thì biết thế nào mình chia sẻ cái đó. Nếu có gì sai sót thì các bạn góp ý và comment lên giúp mình. Rồi xin kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.